Hello, xin chào các bạn. Chỉ vì thường xuyên để mồm chạy lung tung mà anh ba nhà chúng ta bị hội giang hồ mõm trên mạng đe dọa liên tục. Để bảo vệ mình, anh ba luôn tìm kiếm những con vật cực chiến để dạo bọn chúng. Hôm nay ra siêu thì anh thấy hộ chứng của một sinh vật kỳ lạ, nhìn sơ qua thì trông chúng như một bộ hóa thạch từ hàng triệu năm trước vậy. Vì thời gian để quá lâu không biết là chúng có nở được không, nhìn vỏ hộp thôi đã thấy kích thích rồi. Không biết mấy giang hồ mõm nhìn thấy video này có còn tìm anh ba để tính sổ nữa không nhỉ. Khi mở hộp ra thì bên trong chỉ có 4 túi con. Không biết khi xem đến đoạn này mấy giang hồ mõm có cười anh ba thối mũi không nữa. Nó gồm trứng tôm, thức ăn, chất dinh dưỡng và mùn cưa. Đầu tiên anh ba nhanh chóng cho mùn cưa vào trong bể nước, rồi sau đó đổ ngay gói dinh dưỡng vào. Còn phần trứng tôm thì bạn đổ vào trong một dụng cụ chuyên dụng nhá, rồi lắc đều giống như bạn uống sữa vậy, sẽ ngon hơn rất nhiều. Không biết lắc như vậy thì mấy con tôm bên trong nó có bị bay lão không nhỉ, chứ gấu sắp tiền đình đến nơi rồi. Khi cảm thấy vỏ trứng tôm dần dần cứng hơn thì nhanh chóng đổ vào trong bể nước vừa nãy, không biết chúng có nở không, chứ gấu thấy anh báo này làm quá hà. Để thúc đẩy quá trình trứng tôm nở, cần thắp cho nó một bóng điện. Mùa hè nắng nóng, nước thì hết điện thì tăng, mà anh lại lãng phí điện cho sở thích cá nhân này. Không biết đến cuối tháng khi nhận hóa đơn tiền điện con vợ nó có xé xác anh ra không nữa cơ chứ. Sau khi thay nước vẫn chưa thấy dấu hiệu sự sống ở đâu, biết thế bỏ vào luộc lên ăn còn ngon hơn ý. Chứ như này vừa mất tiền vừa mất công, còn không biết nó có nở nữa không. Quá chán nản, anh ba lại lấy trộm tiền của vợ để ra siêu thị quất hộp khác. Sau một tuần thì điều kỳ diệu đã đến với anh, thấy những thứ gì nhỏ li ti đang di chuyển trong bể nước, những con tôm con đã bắt đầu nở ra, càng ngày càng có nhiều tôm hơn. Để tránh nguồn nước bị ô nhiễm bởi thức ăn thừa, anh dùng ống hút, hút những cặn bẩn ra khỏi bể, rồi bổ sung thêm nước mới vào. Sau 10 ngày, với một đống trứng tôm anh ba chỉ thấy có 5 con còn sống, ngoài báo cha báo mẹ, giờ đây anh còn báo cả tôm nữa. Những quả trứng xấu số khác đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước, anh nhanh chóng thay cho chúng một ngôi nhà mới lớn hơn, khang trang hơn trước khi quá muộn. Những con tôm khủng long này đã dần lớn lên mỗi ngày, một tháng sau chúng đã phát triển hoàn toàn. Chúng ta cùng theo chân anh bảy vào trong rừng sâu để tìm kiếm những loài động vật lắm chân. Ở đây có hàng nghìn loài vật khác nhau. Ngay khi vừa bước vào, anh bảy đã tìm thấy một con ếch xanh với đôi mắt lồi ra ngoài. Không những thế còn có cả những động vật săn mồi nữa. Quay gì thế anh trai, này thì quay này. Đi thêm một đoạn, anh bảy tìm thấy một con gì mà toàn thân màu tím, gấu nhìn không biết đâu là đầu nó. Sau một hồi đi gãy cả hai cái giò thì anh bảy cũng tìm thấy một con gì rất kỳ lạ, thân hình thì giống con giun đất nhưng lại có nhiều chân như rết, lại có hai cái râu như ốc sên. Chả nhẽ con này nó là cẩu tạp chủng sao? Người đâu mà kỳ dị vậy cơ chứ? Bạn nào mà có hội chứng sợ nhiều chân chắc là nổi hết da gà. Thấy được con vật quý hiếm, anh bảy ngay lập tức cho vào hộp mang về. Quả này mà đăng bán lên mạng thì kiếm bội tiền, lại được vênh mặt với đời. Hóa ra đây là loài giun nửa, cực kỳ hiếm trong tự nhiên. Chúng chỉ xuất hiện ở rừng mưa nhiệt đới ở Costa Rica. Sinh vật này có từ 500 triệu năm trước, trước cả thời kỳ khủng long. Chúng cũng là sinh vật trên cạn đầu tiên ở trái đất tồn tại đến ngày nay. Nỗi sợ lớn nhất của anh bảy là con vợ, chứ mấy con nhiều chân này thì nhằm nhò gì. Khi sờ vào da nó mềm mướt như mụ vợ ở nhà ý anh em ạ. Chân nó thì mềm như dâu bạch tuộc, con này tẩm bột chiên nên chắc ngon hết nấc. Nếu bạn thấy sợ thì comment 333, không sợ thì comment 666 nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại thử thách ăn 7 ngày 7 đêm của anh Tây Ba Lô. Ở trong thử thách này, thức ăn mà anh Tây Ba Lô chọn cứ phải gọi là ngon ngọt hiếm, đến cả tôm hùm trốn vợ đi cặp bồ anh trai cũng ăn, thậm chí là một chú cua bị bạch tạng anh cũng không bỏ qua. Hôm nay ngoài những món ăn hải sản vô cùng hấp dẫn ra thì người bạn đồng hành với anh cũng vô cùng thú vị. Cô này có biệt tài chuyên lên mạng chỉnh ảnh lừa tình nhưng ngoài đời xấu như cú, còn được mệnh danh là Anna Bắc Giang. Nay mới là buổi gặp đầu tiên của hai người, anh Tây Ba Lô suýt ngã dãy đành đạnh vì nhan sắc của cô. Thôi lan man quá, anh em cùng thỏ đến với địa điểm đầu tiên nhé. Đây là một quán hải sản đầy sinh vật lạ. Vừa đặt chân đến quán, đập ngay vào mắt anh Tây Ba Lô là một con cua có lớp vỏ trắng ngần như tiết. Anh trai chưa bao giờ thấy loại cua này nên cứ nghĩ nó bị bạch tạng. Nhưng đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nó được gọi là cua pha lê, là một loài sống sâu trong Ấn Độ Dương, được mệnh danh là cua quý tộc. Mức giá đắt đỏ của nó khiến anh Tây Ba Lô không khỏi nao núng. Thế nhưng anh trai lần này quyết tâm chi tiền để lấy le với gái. Đầu bếp đang xé lớp vỏ của cua ra, sau đó dùng kéo chia nó ra làm hai. Một nửa thì dùng để tẩm bột, sau đó thả vào chảo dầu nóng. Anh Tây Ba Lô đang ngồi tâm sự với mọi người rằng quán này ép giá anh chát quá. Con cua pha lê này sẽ được đầu bếp chế làm hai món. Món đầu tiên sẽ phi thơm tỏi bằng chảo dầu nóng, sau đó thêm tương ớt, nước mắm và các gia vị khác. Sau đó cho cua vào đảo đều vài lần. Bằng cách chế biến này món ăn đầu tiên đã hoàn thành. Món thứ hai là cua rang muối ớt, thêm nhiều hạt tiêu vào sau khi xào hành tây băm nhỏ. Sau đó cho nước tương, dầu hào, bột ngọt vào, cuối cùng cho phần cua còn lại vào. Anh Tây Ba Lô gỡ một chiếc càng cua, lấy phần thịt bên trong và cho vào miệng. Hương vị thật sạch sẽ, ngọt ngào, thơm ngon. Bẻ thêm một cái càng cua xào tỏi nữa, thịt rất mềm nhưng cũng rất giòn, bỏ vào miệng mới thấy nó có vị của tiền anh em ạ. Tiếp theo đây sẽ là một món cực độc mà đảm bảo anh em chưa từng được thử qua. Ông anh này chơi ngu đặt sinh vật kia vào tay em Sugar Baby, em sợ quá chỉ biết hét lên và vỗ vào sinh vật trong tay, thật mềm mại và thoải mái. Sau đó người đàn ông lại lấy lên một con khác, trông nó không khác gì củ khoai tây, nó còn liên tục phun nước.
Anh trai tò mò chạm vào thứ nước mà nó đang phun ra, không biết trông như vậy có anh em nào đoán được nó là con gì không? Nó được gọi là hải sâm. Nếu anh em đoán chính xác, anh em hãy bình luận xuống dưới video nhé. Hôm nay con hải sâm đỏ này sẽ được chế biến thành món sashimi. Đầu tiên đầu bếp sẽ dùng muối để làm sạch nó, hay còn sát khuẩn nó nữa. Sau đó anh ấy cẩn thận dùng nạo làm sạch lớp vỏ bên ngoài. Thái mỏng bày ra đĩa, khi ăn sẽ chấm kèm tương ớt đặc biệt. Vậy với hải sâm khoai tây chỉ có thể phun nước này sẽ phải chế biến thế nào? Rắc muối theo cách tương tự để làm sạch nó. Sau đó dùng kéo để loại bỏ phần nội tạng bên trong. Người ta nói đây là loại hải sâm bổ dưỡng nhất. Tiếp theo rửa sạch nó với hỗn hợp nước đặc biệt, rồi thái thành lát mỏng. Sau đó cho tất cả vào hỗn hợp nước nóng, bột ngọt và đường. Sau đó cho thêm gừng và dứa vào, nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Sau khi đảo vàng tỏi, cho cà rốt thái mỏng và nấm đông cô vào chảo. Sau đó thêm nước, dầu hào, nước tương, dầu mè và các loại gia vị khác vào. Rồi đun sôi dưới lửa liu riu, khi nào hỗn hợp cô đặc lại thì đổ ra bát. Cả hai mỗi người gắp một miếng hải sâm rồi cho vào miệng. Em Sugar Baby có vẻ rất chê món này, mặt cô trông rất khó chịu, có vẻ nó khó ăn thật. Anh Tây chấm nó vào tương ớt, quả nhiên hương vị của nó được cải thiện hơn rất nhiều. Sau đó lại thêm một miếng hải sâm nữa, hương vị quả nhiên khác biệt. Từ bé đến lớn em Sugar Baby chưa được ăn món nào ngon như vật nên sung sướng che miệng không thốt nên lời. Hóa ra đây cũng là lần đầu tiên ông đầu bếp chế biến hải sâm, và hai vị khách này chỉ là chuột bạch thí nghiệm thử cho ông đầu bếp. Vậy hải sản sống tiếp theo sẽ có mùi vị như thế nào? Đây là một sinh vật lâu đời sống từ thời kỳ khủng long, sống sót qua thời kỳ tuyệt chủng. Nó xứng đáng được có mặt trong sách đỏ. Nhưng hôm nay chúng lại trở thành bữa trưa của mọi người. Người đầu bếp chộp lấy một vật gì đó có lớp vỏ cứng trong tay. Cơ thể nó uốn éo trông như một con rán khổng lồ. Nó là cua móng ngựa. Mỗi nơi lại chế biến cua móng ngựa theo một kiểu khác. Vậy lần này anh Tây Ba Lô của chúng ta sẽ ăn thử cách nào? Anh Tây Ba Lô lần đầu được trải nghiệm bắt sinh vật cute như vậy nên trông anh rất phấn khích. Trông nó giống như bề bề nhưng lớp vỏ sần sùi và kích thước cũng to hơn rất nhiều. Vì trông ẻm khá cute nên anh Tây không chờ được nữa mà muốn chén ẻm liền. Đầu bếp dùng kéo cắt đôi nó ra. Sau đó cho tôm hùm bông đã sơ chế lên vỉ nướng. Khi thịt nướng được một nửa thời gian, dùng cọ phết thêm một ít tương ớt đã pha kèm bột ngọt hành tỏi lên trên thịt tôm, tiếp tục nướng cho đến khi chín. Ba người cho vào miệng miếng thịt tôm trong trĩnh. Nó có vị thanh thanh và rất ngọt. Tiếp theo đây, tiêu điểm của ngày hôm nay sẽ là cua móng ngựa. Đầu tiên đầu bếp băm nhỏ thịt tôm rồi trộn đều với rau thơm. Sau đó dùng kéo chọc vào mình con cua để lấy máu vào bắt. Đáng ngạc nhiên là máu của cua có màu xanh. Do đặc thù của màu máu, nên mỗi năm sẽ có rất nhiều con cua móng ngựa được đem ra thí nghiệm. Đầu bếp đổ hết hỗn hợp huyết trong tô vào trong đĩa thịt cua. Chỉ cần các bước đơn giản như vậy là món ăn đã sẵn sàng. Hai người mỗi người xúc một thìa đầy bỏ vào miệng, mặc dù vị rất mặn nhưng lại không có vị tanh của máu. Còn những con còn lại sẽ đem lên vỉ, nướng. Sau khi rang xong sẽ cho rất nhiều hành lá và hành hoa vào trong. Anh Tây múc một miếng và bỏ vào miệng, vị của nó rất thú vị nhưng ăn nó cứ sai sai thế nào ấy. Đúng là độc lạ Việt Nam. Anh em ở đây được ăn bao nhiêu loại hải sản trong đây rồi? Hãy bình luận cho Gấu biết nhá. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.